những quả mâm xôi đen đã bắt đầu chín mọng. Mình là một đứa tính hơi sốt ruột nên là thời gian 1 năm để chờ mâm xôi ra quả đối với mình khá là lâu. Từ những ngày mà mình trồng cái cây giống bé xíu xiu rồi nó dài 10m, 15m nhưng mà không thấy có dấu hiệu của việc ra hoa, mặc dù đã được tỉa lá rất là nhiều. Nhưng mà một ngày đẹp trời mùa xuân thì đã thấy nó ra những nụ hoa đầu tiên và đến bây giờ được thu hoạch quả. Trông nó béo tròn, căng mọng rất là ngon mắt, nhưng mà thực ra thì ăn nó hơi chua, mặc dù mình thấy là mình đã để cho nó rất là chín rồi nhưng mà ăn nó vẫn hơi chua. Và nếu mà so với dâu tầm ta thì mình thấy dâu tầm ta vẫn ngon hơn. Bên cạnh đó thì mình cũng có một cây mâm xôi đỏ nữa. Mâm xôi đỏ thì trồng khá là nhanh, cái mâm xôi đỏ chỉ trồng khoảng tầm 2 tháng rưỡi thôi là nó bắt đầu nó ra hoa rồi. Trồng sau mâm xôi đen hơn nửa năm mà bây giờ đã thu được mấy lứa quả rồi đấy. Mâm xôi đỏ thì nó ít chua hơn và nó có mùi thơm nữa. Thực ra là mùi thơm thì một số người thì thơm thôi, còn mình thì mình thấy cái mùi nó hơi ngang ấy. Với quả mâm xôi mình nghĩ là sẽ phù hợp để làm siro hoặc làm mứt, tại vì thêm đường vào sẽ có cái vị chua chua ngọt ngọt rất là hay.